bán đất mặt tiền 375, 377 Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Hiện đang làm bãi xe Leo Xích, cái bảng màu đỏ, kế bên tòa nhà cao. Mặt tiền Nguyễn Công Trứ 375, 377, diện tích là ngang 8m7, dài 18m5, công nhận là 160m2. Hiện trạng là đất trống nhà cấp 4. Giấy phép xây dựng là hầm 7 lầu, mật độ xây dựng của khu vực này là 71%, hệ số 3.99. Thì khu vực này tập trung rất là nhiều nhà hàng, tòa nhà văn phòng lớn, và đặc biệt khu đất này thì chủ đã xin giấy phép xây dựng sẵn. Thì hầm cũng có là hầm 7 lầu, thang máy, khu trú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ.